Nhận thức rõ ràng về bản tâm khi đối diện cận tử nghiệp. Người đang hấp hối được kêu đúng tên thiệt của mình, tên đầy đủ trong giấy tờ khai sinh, tên pháp danh mình thường dùng và sống với tên ấy suốt kiếp sinh. Việc kêu tên này giúp cho thần thức người ấy được tỉnh táo, nhận thức rõ ràng về bản tâm, bản thân mình là chính mình, chứ không phải rằng mất đi tự chủ, tự ý thức mà không biết mình là ai. Thần thức người ấy được tỉnh táo, thành tâm nguyện cầu với đấng chí tôn là vị mà mình thành kính tin tưởng nhất, đặt trọn niềm tin yêu vào đấy. Tùy đức tin tôn giáo mà mỗi người sẽ có khái niệm, hình ảnh, tên gọi về đấng chí tôn của mình khác nhau. Ai tin thế nào thì ảnh tượng của đấng chí tôn sẽ hiển linh, thì hiện ra như thế trước mắt người hấp hối ấy, và độ dẫn thần thức của người vật ấy được thoát xác nhẹ nhàng. Khi đối diện cận tử nghiệp, người ta thường được tái hiện rõ ràng các ký ức trong kiếp sinh ấy. Những chuyện bất thiện được hiểu là tội lỗi của người ấy, khiến cho người ấy cảm thấy đau khổ, hối hận vì đã làm việc bất thiện như thế. Việc sám hối giúp buông xả ý niệm phiền não, đau khổ ấy ra khỏi tâm tư mình, từ đó mới nhẹ nhàng thoát xác được mà không bị dày vò, đớn đau thân tâm. Đối với những người có tu tập, có thọ trì giới luật, có lập thệ nguyện tu tập hồi hướng tinh tấn khi nhập môn cầu đạo, thì hồi tưởng nhớ lại lời thề nguyện của mình trong hệ dường nào. Nhờ lời thề nguyện này giúp gìn giữ cho mình nhớ rằng mình là một tín đồ của đạo giáo, pháp môn tu tập nào đó, mình sẽ được chuyển sinh về nơi phù hợp với những chân hồn có đức tin và thề nguyện giống mình.